À. Đỡ Ủa? Chào mày thằng chó. Ủa má. Ôi trời ơi. Nó về hồi nào, về hồi nào bông nó chưa mất. Nhớ má quá. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Trời nắng gì mưa vậy? Ông trời đó, ông trời ông khóc. Ông khóc gì, ông cảm động nó mối tình của hai mẹ con. Trời ơi, ông Thên, ông làm cái gì vậy? Tình mẹ ta thiết như dòng suối. Ướt hết rồi nè. Rồi má, má khỏe không má? Khỏe, má rất là khỏe. Ôi thằng chó, ôi thằng chó. Má khỏe mà con mệt. Sao mệt? Sao mệt? Con ẩm má ăn mệt quá à. Bố xuống, bố xuống. Trời, người ta cười chết rồi. Bố xuống, trời ơi con ơi, con ơi. Ê, sao vậy? Trời ơi, mày mày đi mà không kêu về. Không kêu về với lại tía với má. Thôi bây giờ về ăn Tết. Ở nhà ăn Tết luôn nha con nha. Ủa, như vậy là má khỏe mà không có bệnh gì hả? Không hề bệnh. Má bệnh là khi nào mà má nhớ con. Đúng không? Con không về ăn Tết với má bệnh. Còn bây giờ con về rồi má khỏe lắm, má khỏe lắm. Bà nhớ mày mấy bữa nay đó, bà nhắc mày với tao vậy, tao mệt muốn chết luôn à. Vậy là má ghẹo con, má không có bệnh, má nói vậy. Má biết không, làm con bỏ biết bao nhiêu công chuyện ở Sài Gòn chạy về đây, má không có bệnh. Nhưng mà thôi kệ nó đi, lâu lắm rồi con đâu có về ăn Tết đâu. Thôi con bây về. Giờ bây giờ về ăn Tết luôn. Dạ. Con thấy má khỏe con vui rồi. Ừ. Xin phép tía má con về Sài Gòn. Chưa gì hết đã đòi đi rồi à. Tao nói thiệt nha, cái thứ của mày đó không có biết là cha mẹ ở nhà mà nhớ con nhớ cái đâu. Nói lúc nào cũng là bận rộn. Từ hồi mà mày lấy vợ đến giờ á, không bao giờ mà tao với má mày gặp mặt mày hết á. Giống như là tao với bà bị mất đi đứa con à. Thôi mà ở lại Tết với ba với tao với má với tía con đi. Tía chết con hoài. Tại vì con có nói trước khi đi nó tía má đâu phải như con Xuân đâu. Khi nào con thành công con mới trở về. Thành công đâu không thấy. Tự nhiên à, A Thần Phù kêu cái thằng bác sĩ gì ở đâu chảnh xuống đây làm tao tốn tiền nữa, lãng nhách. Con á, con mời bác sĩ trên mạng về cho tía đó. Mà tại vậy sao hả? Mày biết hồi nãy thấy mày tao sợ tao chạy không? Sao vậy tía? Trời ơi, mày với nó mặc cái áo giống y chang nhau à. Đúng rồi, tại hôm bữa ổng nó không đi đường xa, không có áo khoác con cho ổng mượn đó mà. Mà thấy tía thấy con chăm chút cho sức khỏe cho tía dữ không? Chăm chút cái gì? Mày có vợ rồi, mày về đây. Mà vợ mày á thì không thấy xuất hiện. Chắc nó không có thích. Con nè. Trời ơi con Lê, trời con dâu mấy vậy má. Tưởng đâu không thích tụi tôi chứ. Tưởng đâu tôi quên mất mặt con dâu tôi luôn rồi chứ. Dạ đâu có đâu. Con nhớ tía má muốn chết luôn. Tại vì con phải đi mua khóm cho má nè. Mua khóm chi vậy? Anh nói là má thèm khóm mà, nên em mua khóm cho má. Em ơi, anh nói là má bị ốm, tự nhiên đi mua trái khóm. Thôi kệ, sao cũng được mà. Má ăn hết á, hãy mà vợ chồng con mua thằng Tết mua là má thích rồi. Nói nghe nè, có thằng Tết về thì là mới có Tết, không có thằng Tết là coi như không có Tết đâu. Rồi, bây giờ vậy, hai đứa về tới đây, ở đang Tết luôn. Thôi tắm rửa đi con, cái má dọn. Ê, bữa nay má kho cá rô nè, canh chua, cá lóc cho hai đứa mày ăn nha. Thấy không? Thấy chưa? À, hãy mày về đó, là bà quên mất tiêu tao à. Chỉ có mày thôi, số một thôi. Tía, đừng nói vậy. Má cũng thương tía lắm chứ bộ. Giống như mẹ con nhà kìa, mẹ con cũng thương anh hai không mà đâu thương con đâu. Mà có mấy lúc con định về thăm tía với má, nhưng mà anh Tết không có cho. Sao vậy? Nói gì lạ vậy? Ông cho hồi nào, anh thấy là chưa có tiền, chưa phải lúc thôi. Thôi bây giờ vậy, tụi ăn cơm, vô ăn cơm đi mà con. Đấy là hai đứa bây về rồi cứ lần trần hoài. Má có nấu cơm ngon lắm hả má? Ngon lắm. Có món gì má? Nè, hồi nãy má nói rồi, cá rô kho tổ nè, rồi canh chua cá lóc nè. Dạ. Mà hai món là con thích lắm luôn á. Dạ, ngon quá, thôi để tía má ăn đi nha. Con với vợ con phải về khẩn cấp, có chuyện nhiều chuyện cần giải quyết lắm. Đi liền bây giờ hả? Dạ, con bận lắm. Đi em đi, thưa tía thưa má con đi nha. Dạ, thưa tía thưa má con đi. Khoan, chờ, má chút, chờ má chút. Đeo lên. Rồi. Ê, Tết ơi, khoan, chờ má, Tết ơi, Tết. Chờ má với con ơi, Tết ơi.
Tết này con không thèm chơi đốt pháo, vì đốt pháo công an sẽ kiếm con liền. Tết này con cũng không có đánh bài, con không ăn mứt ăn kèo, vì sợ sâu răng. Ăn kèo. Điên quá mày ơi, ăn kèo. Mày đứng yên chỗ đi, mày đi vòng vòng bắt chóng mặt à. Vui quá. Có gì đâu mà vui, thằng điên thằng khùng. Không ra ngoài coi. Cái gì? Trời ơi, chưa có châu thừa mà bây giờ y nhà nào nhà đấy ghét đồ hết trơn hết rồi. Quá trời quá đất, có mình chưa phải không? Chưa, từ tới mình phải không? Mà chuyện gì? Bà Sáu á. Bà Sáu sao? Gia đình bà Sáu xuống trên nè. Biết. Trời ơi, bác biết không? Lúc nhà bác có hai đứa con đi xách cái vỏ mà vỏ điểm nữa còn rách nữa. Mới có thời gian không có bao nhiêu lâu trở về một cái, bây giờ chở mấy chiếc xe tải đồ đạc chất hồi 4 giờ khuya tới bây giờ bà còn chất kìa. Mà có cái gì đâu mà mày vui. Vui chứ. Nhà bà có đồ khá giả, nhưng bà giàu có, con là người hàng xóm con vui lấy. Bộ trong cái đó có cái gì của gia phả dòng họ mày sao mày mừng. Nãy thì gia đình nào có chuyện vui là con tới. Con hưởng mà, con hưởng cái cuộc vui của gia đình. Ta nói ông không rành cái tánh nó sao đó, nó chà lết quết xảm hết nhà này tới nhà kia. Mà ta nói á, nhà người ta đó là có chuyện vui nó cũng vui. Dạ. Là thôi đúng rồi. Mà nhà người ta bình thường. Dạ. Không có chuyện gì vui hết á, nó cũng vui. Ha. Mà nhà người ta có những chuyện bất bình thường, người ta không vui, nó cũng vui. Ai hiểu ý con? Ai nó cũng ôm ấp, nó cũng thân, rồi ai nó cũng quen biết, rồi từ tám đời nào là gia đình bà con nó hết á. Dạ cứ như là không sao, con hiểu cái đó, tại cuộc đời con lớn lên không có gia đình, cho nên gia đình nào mà có chuyện vui thì con tới con cùng vui, còn gia đình nào có cái chuyện buồn thì con đến con an ủi. Là cái tánh con rồi, cho nó vui. Xã trong làng cho gia đình người ta vui đúng không? Vui. Bởi vậy con lợi báo tin vui vậy thôi. Giờ hai bác cứ ngồi vui luôn đi. Tại sao ngồi buồn vậy? Tại sao nhà người ta có đồ đạc nhiều mà mình không vui? Ganh tị hả? Không có, cũng vui giùm cho người ta, giùm bà Sáu. Nhưng mà nói nào ngay, cái này nó không có vui được, sao cười? Sao kỳ vậy, gia đình người ta ai cũng vui mà gia đình của bác sao mà thấy ủa hiu quạnh quá vậy? Người ta rần người ta cúng kiến hết trơn là gia đình, sao con cái đông lắm mà giờ này không có ai mà phụ để lao chùi bàn thờ đồ để cúng kiến hết cho bác? Tụi nó còn ở trên Sài Gòn, công việc đồ chưa có giải quyết xong, chưa có nghỉ nên chắc ngang tuần lễ nữa tụi nó mới về. Xuân cũng ở trễ luôn hả? Ừ. Trời ơi. Vậy ta mới nói buồn lắm. Tết nó nào ngay thì nó cũng có gì mà chưa nóng đít cái vợ chồng lật đật chạy Sài Gòn rồi. Biểu nó bận lắm. Còn Xuân nó hứa nó về mà có thấy mặt đâu. Bởi ta nói con gái cái kia mình là gì, con gái thì lai xanh ngoài tộc á. Ê sao bà nói cái gì mà kỳ cục. Nó cũng đã từng gọi điện thoại về, nó nói đàng hoàng tử tế. Nó còn công việc ở trển nó chưa có nghỉ được. Nó hãy nó nghỉ rồi nó sẽ về. Vài bữa nữa nó về chứ có gì đâu. Con nhà người ta cũng có con trai con gái vậy, người ta cũng về đầy đàn cái huống chi. Thì con nhà này cũng trai gái mà thấy đứa nào đâu. Nghĩ lại vô phước. Nhà có hai đứa con, có lẽ nhà người ta có một đứa mà người ta còn về được. Bây giờ hai đứa mà không có ai về lo cho cha mẹ. Tết dù có ở đâu, ở bên Mỹ mà người ta còn mua vé về được mà. Còn ở trong nước tại sao không về thăm ba mẹ? Một cái điều đó là nó thiệt. Người đời khiển trách. Tại sao? Mày điên quá mày ơi. Mày làm quá hả mày ơi? Bây giờ phải làm cách nào cho Xuân với Tết về để ăn Tết với hai bác chứ. Thôi đó, bận thì từng nào nó về chứ còn cách nào. Ở đó mà còn cách nào chi. Vậy thôi con về. Thôi về. Mày vô duyên không? Đi qua nói ba xàm ba láp tự nhiên cái đi về. Dễ thu tập trên Tết qua để con kể. Coi có sớm trên có ai đó thấy không? Về đứa vui gì không báo. Thấy không? Điên không? Thần... Thùng điên quá trởn à. Cái thần kinh đó lúc nào thì cũng vậy. Thôi. Rồi sao không nhắn hai đứa nó về ăn Tết? Ta đã nói là nó bận, cứ nhắn thì nó cũng không có gì đâu. Bận nhắn quá chi? Nhưng mà phải có cách nhắn chứ, không lẽ là bận rồi hai bác. Không lẽ Tết hai bác cứ ngồi vậy hoài sao? Cái cách nào bây giờ? Thì phải nghĩ cách đi, không lẽ hai bác từ bây giờ tới vô thừa mà ngồi uống trà vậy hoài. Còn cái nó đang bận làm sao mà cách gì kêu nó về được. Trời ơi, con cái gì mà nói chung là không có lo cha mẹ, cái này là con không bằng lòng. Bất hiếu. Thôi uống nước đi. Để con tính cho. Nói nhiều quá. Hai đứa đi về không, con tính cho. Ai là không muốn tụi nó về mà biết tính cách nào giờ. Con có cách. Cách gì?
dụ thôi, dụ thôi chứ giờ cách gì. Ba má nói nó còn không nghe, thí dụ ở hai bác nói còn nghe, con nói sao nghe, nhưng mà hai bác phải dụ, dụ cho hai đứa nó về liền. Dụ sao? Ở nhà còn gì quý giá? Còn tao rồi. Bác có bộ xương không sao quý? Không có gì quý hết hả? Thì bây giờ mày kiếm coi còn cái gì quý. Ê, đừng có chĩa qua tao nha. Con không nói bác rồi, bác cũng giống bác trai thôi. Bây giờ đúng rồi, không có cái gì tài sản quý giá, nhưng có cái này dụ được nè. Cái nhà. Gì? Đem cái nhà ra dụ hai đứa nó về. Là sao? Là sao? Không hiểu luôn hả? Không. Thì hai bác. Trời ơi, bởi vậy có điện thoại không? Có. Cho con mượn. Con làm sao con làm nha. Miễn chiều nay hai đứa nó có mặt ở nhà cho con coi. Lẹ đi. Yên tâm đi. Dụ thôi. Cái này là bác dụ nhớ con quá thì bác phải chấp nhận cái kiểu dụ này thôi. Con làm nha. Ừ. Yên tâm đi. Chiều nay tới với Xuân về liền. Chỉ một tin nhắn thôi. Số Xuân số mấy có trong này không? Trọng hả? Mắt bác tỏ bác coi đi, con bị cận. Số Xuân á. Nè. Xuân nha. Ừ thì nè. Phải Xuân không? Thì đó. À, nhắn người Xuân hả, chắc là Tết. Ai cũng được ha. Xuân được rồi, Xuân này nói qua Tết biết rồi. Xuân với Tết luôn. Xuân Tết luôn, hai anh em. Mà rồi. Tụi mình định, mày định làm cái gì? Để con xong, con làm này rồi con sẽ thuật lại những cái câu nhắn của con cho bác nghe. Nếu bác đồng ý lúc đó thì tính tiếp ha. Để con nhắn. Để vậy con nói. Con cái mà Tết dứt đi đâu đi, phải nhớ cha nhớ mẹ chứ. Bỏ cha bỏ mẹ bơ vơ là con cái không phải là con. Lúc này là lúc báo hiếu. Ông già bà già còn sống được bao nhiêu lâu mà không về báo hiếu. Ở Sài Gòn có sung sướng gì đâu. Mày nhắn nguyên cái kinh vô trong đó phải luôn hả? Cái tiếng dài lắm, chữ nó bị lem tùm lum đây nè. Điện thoại này chắc cũng xài 9 năm rồi nè. Nói liên miệng, nói không nghĩ. Rồi, đây cứ nói coi chừng bị nhai lưỡi đó con à. Đây, con xong rồi, con soạn văn bản xong rồi. Con đọc lại cho hai bác nghe nha. Hai con thương mến, Tết năm nay cũng như Tết năm rồi, nhưng năm nay ba má buồn hơn năm ngoái. Vì gia đình nào cũng có con về thăm, nhưng nhìn lại gia đình mình không thấy ai hết. Nếu hai con sắp xếp được về gấp ăn giao thừa và ăn Tết, ba má muốn bàn căn nhà này quyền sở hữu của ai sau này. Sẵn dịp tụi con về báo hiếu ba má 15 ngày tính từ ngày hôm nay. Nếu không, ba má sẽ qua nhà của thằng Địa ở. Rồi, tin đó đồng ý không? Cái tin đó rất là hiệu quả. Nếu hai bác đồng ý, con vét một cái là chiều nay Tết với Xuân về liền. Suy nghĩ kỹ đi. Thiệt không? Con bấm à. Hăng nhắn cái này về liền. Thôi chắc ăn còn không về con trả cái cước điện thoại này lại cho. Rồi thôi kể nó đi rồi sao tính sao chứ, miễn sao nó về đi cái đã. Tôi được nhớ mà. Tết. Đang làm ăn ở trời nhưng... sao kêu nó về. Nhưng mà tôi nhớ mà phải Tết. Về. Tết bà nhớ bà buồn ăn Tết mà không có được. Con cái nó đang đi làm mà. Đi làm nhưng mà về thăm ba má ăn Tết đi rồi lên đi lại. Làm gì làm mùng 1 nó cũng phải nghỉ ba. Chứ còn đây ngồi buồn phiền hoài là lúc đó là hối hận đó. Thôi mày vét đi, thôi vét đi, thôi kể đi. Để ý kiến ông mới được chứ, hai người đồng ý chứ để nữa con bị ông nói sao. Ừ lớn lên. Ừ à. Vậy cô dép nha. Gửi tin đã đi, chiều nay có mặt, vui đi đó. Ấy giờ em về xa là cả người lẫn quê. Bây giờ em về quên bao kỷ. Trời, không được em ơi. Em ơi em. Gì? Ra đây nhanh lên. Trời ơi, tắm chưa xong nữa, cái gì? Cái gì anh? Thay đồ hả? Ừ, chứ sao? Thay đồ lại đi. Thôi, tự nhiên anh mắc mày mặc quần jean nó dài rồi, nó nóng nực lắm. Nhanh lên.
Thôi đi, nhà ở dưới quê rộng rãi em còn mặc được. Lên đây nhà này chật cứng à, em phải thay đồ nhà cho nó mát. Em nói anh rồi mà, thuê nhà nào mà nó rộng rộng thoáng thoáng cho em đi, tiết kiệm chi mở nhà nhỏ chứ không biết nữa à. Trời ơi, thời buổi khó khăn, ăn nhiều với ở nhiều, thay đồ lại về quê. Cái gì? Về quê hả? Ừ. Anh đừng giỡn với em nha. Về chưa được đầy 5 phút em chưa kịp thở nữa mà về. Anh bỏ quên đồ hay gì mà về? Coi tin nhắn đi. Gì đây? Thôi mấy vụ đó anh không có ham đâu. Nhà cửa rốt cuộc tía má cũng để lại cho con thôi, chứ để lại cho ai mà anh lo dữ vậy. Từ từ đi. Nhưng mà con Xuân này ghê gớm. Nó ghê cái gì? Nó là một đối thủ đáng gờm. Đáng gờm sao? Sao anh nói kỳ cục vậy? Em của anh chứ phải người dân đâu. Không thể coi thường con Xuân này được. Nếu mà về trước, thôi nha, đừng có tính toán gì nữa. Em mệt anh quá à. Bỏ qua chuyện này đi. Nói chuyện này hoài em bực mình á. Cái nhà em hiểu chưa? Cái nhà. Cái nhà sao? Nếu mình về sau nó sẽ mất cái nhà vào tay nó. Anh đó nha, bây giờ anh muốn có một cái nhà mới. Anh kêu em về quê, anh đẩy em vô cái nhà khác phải không? Nhà gì? Nhà xác đó. Thôi về tôi chưa kịp thở, mất tôi đi nữa, không chết mới lạ đó. Em vừa phải thôi. Tết nhất tới nơi nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Bây giờ hỏi một câu nè, có đi về hay không? Không. 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 Anh đi về một mình đi. Thôi được rồi. Bây giờ không về phải không? Ở lại đây phải không? Được rồi, tôi sẽ về quê một mình. Nhưng mà nói trước nha, tôi nghe hàng xóm này đồn á, cái phòng này có ma đó. Ma em không sợ bằng anh đâu. Về quê nhớ có quà lên cho em đó. Không đi nữa. Bây giờ sao? Em không đi, anh cũng không đi. Nhưng anh đã nghĩ ra một cách rồi. Cách gì? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Mặc dù chúng ta về sau. Hello, how are you? Fine, thank you. And you, how are you? Tội nghiệp. Hey, tao nói tiếng Anh làm sao hiểu đúng không? Bởi vì mày là dân ở Việt Nam mà đúng không? Công nhận đã quá. Công nhận bữa nay mới phát hiện được con đó. Con ơi, con đúng là tướng của con gà. Không, không đúng là. Con ơi, con sống làm sao mà người ta làm được một cái bài thơ cho con luôn đó, con biết chưa? Thứ nhất, bóc cát bỏ ra. Thứ hai, lắc mặt. Thứ ba, le lòng. Hay quá. Công nhận nha. Đây, gần Tết rồi tụi bay mập mạp, trắng trẻo, đẹp quá. Trời, ráng đi con. Dẫn lên Sài Gòn đá một trận tanh bành ở trển cho tao hãnh diện cái coi. Nghe con ha. Trời. Đứa nào vậy? Ủa? Tía. Trời ơi, con về hồi nào? Về xong vô nhà mà ở đó. Con tính con rình coi tía có nói xấu con không? Xấu cha mày nói xấu. Nhớ tía mà. Nói nghe này, về rồi mừng quá đi. Tía quên, cái tên của con là Xuân Rình mà. Mình thử phải rình nghe chứ gì nữa đúng không? Bà ơi, bà ơi, Xuân nó về nè. Wow. Ôi, ông thần ơi là ông thần. Sao mà cuộc đời của tôi nó bất hạnh lắm, bất hạnh lắm. Cái gì bất hạnh? Tôi đã nói rồi, tôi nói là nè, tôi đi chợ nghe, đi công chuyện nha. Xong rồi ghé đón người ta nha. Tưởng sao, nắng muốn chết à, nằm xích đu tiên à, sướng không? Ủa, bà kêu tôi đón bà hồi nào? Sáng trước khi đi tôi kêu là đón. Đâu có,
mà giờ có kêu nữa cô không được. Sao không được? Trời ơi, cái chuyện mà đón bà là mấy chục năm về trước bà ơi. Bây giờ em ơi, em dòm kỹ đi em coi, cái, em đâu còn cái gì đâu mà anh phải cực khổ mà đưa đón em nữa em ơi, không hề. Thịnh à, cười nó thiệt không Thịnh? Nó thiệt là trời ơi bây giờ bà... con gái bà về đó, mừng chưa, mừng chưa. Hết hồn hả? Tôi có con gái mà xinh đẹp rồi, rồi chấm bi xanh rồi cứ mà mang về tiếp hả? Phải không? Con tôi hả? Má, má sao vậy? Con nè, con là Xuân, em của anh Tết. Xuân, em của anh Tết. Dạ. Ủa, tôi có cô gái tên Xuân, có con tên Tết hả? Dạ. Vậy sao ta? Sao tôi không nhớ kìa? Trời ơi, má ơi, tía. Bộ má giận con hả tía? Không phải. Hôm qua bà đi chợ về, đi ngang thấy nguyên đám nít nó đá banh ngoài đường á, cũng hiếu kỳ đứng lại coi đá banh. Tưởng sao nó banh không vô cung thành, nó bay nó đập một cái phập vô ngay cái ót bà, cho nên giờ bà bị lẫn vậy đó con.